mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Ngày 31 tháng 7, thủ lĩnh chính trị của tổ chức Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh bị sát hại tại Tehran khi tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Nhiều nguồn tin nói ông bị sát hại bởi bom gài sẵn, được kích nổ từ xa và tác giả là quân đội Israel. Trước đó một ngày, ông Fuad Shukr, cánh tay phải của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, cũng thiệt mạng trong vụ không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Dù chính phủ Israel chưa chính thức thừa nhận, nhưng họ từng nhiều lần cảnh báo rằng sẽ săn lùng, hạ sát Ismail Haniyeh và các thủ lĩnh khác của Hamas ở bất cứ đâu, nên mọi cái nhìn đều hướng về Tel Aviv. Hai vụ sát hại thủ lĩnh Hamas, Hezbollah trong vòng 12 giờ gây chấn động Trung Đông và thế giới. Nó bộc lộ nhiều vấn đề lớn, những vấn đề khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, bao gồm thứ nhất, khoét sâu mối hận thù dai dẳng giữa Hamas, Hezbollah và một số tổ chức Hồi giáo vũ trang khác. Hamas, Hezbollah bị giáng một đòn chí mạng khi mất hai nhân vật quan trọng, nhưng không đồng nghĩa với sự tan rã, sụp đổ của họ. Vụ sát hại không làm Hamas, Hezbollah e ngại, mà ngược lại càng thúc đẩy họ đẩy mạnh tấn công trả đũa. Xung đột sẽ có bước leo thang mới. Thứ hai, đặt các nhà lãnh đạo Iran vào thế khó, không thể không hành động. Ông Ismail Haniyeh là vị khách thân yêu đến dự một sự kiện chính trị quan trọng nhất của Iran. Thời gian, địa điểm vụ sát hại khá nhạy cảm với Tehran. Nó cũng bộc lộ sơ hở, yếu kém của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC trong công tác tình báo, phòng không, an ninh, bảo vệ yếu nhân trong một sự kiện quan trọng. Sau bầu cử tổng thống, Tehran có nhiều việc phải giải quyết và đứng trước không ít khó khăn. Nhưng đòn vỗ mặt của Israel đẩy Iran vào thế không thể không trả đũa. Nếu không, các nhà lãnh đạo sẽ mất uy tín với người dân, suy giảm vị thế ngọn cờ dẫn dắt với đồng minh, đối tác trong khu vực. Lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố, nhiệm vụ của chúng tôi là trả thù cho vị khách thân yêu. Lệnh đã phát, cờ lệnh đã treo. Vấn đề là họ sẽ hành động theo kiểu nào. Có thể, đó là cuộc tấn công trực diện bằng hỏa lực đường không vào các mục tiêu quân sự của Israel và Mỹ trong và ngoài lãnh thổ. Hoặc cũng có thể kết hợp tấn công bằng hỏa lực rộng khắp với xung lực vào một số mục tiêu lựa chọn. Một lựa chọn khác là chỉ đạo hoạt động phối hợp với các đồng minh, đối tác tấn công theo hình thức phi quy ước. Hay một cách khác là kết hợp giữa tấn công trực diện và chỉ đạo hoạt động phối hợp. Hai phương án nhiều khả năng nhất. Ngoài ra, Iran có thể kêu gọi phát động cuộc biểu tình tấn công bằng bạo lực của người Hồi giáo trên thế giới. Dù xảy ra phương án nào thì quy mô, cường độ cũng phải đủ lớn. Nếu ít hiệu quả như vụ tấn công hỏa lực đường không vào Israel cách đây gần 4 tháng, dù hàm ý không muốn đẩy căng thẳng lên cao, thì biểu tượng sức mạnh quân sự của Iran cũng sẽ sụt giảm, có thể khuyến khích Tel Aviv đẩy mạnh các đòn quân sự. Điều đáng quan ngại thứ ba được đặt ra, nó chứng tỏ Israel thực sự không muốn ngừng bắn, đàm phán. Không ai sẵn sàng chấp thuận kế hoạch ngừng bắn của Mỹ mà lại đi sát hại thủ lĩnh đối phương. Hành động của Israel có thể khiến Hamas trả đũa bằng việc sát hại con tin. Hamas, Hezbollah sẽ tấn công theo kiểu du kích, bất ngờ, dai dẳng vào Israel. Một bộ phận người dân và phe phái đối lập sẽ phản đối chính phủ hiện hành của Israel. Dư luận thế giới sẽ lên án, đồng minh, đối tác của Tel Aviv cũng phải quan ngại. Tuy vậy, Israel vẫn hành động vì họ tin vào sức mạnh quân sự của mình và sự chống lưng của Mỹ, đồng minh số 1. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, Mỹ sẽ bảo vệ nếu Israel bị tấn công đáp trả. Vấn đề thứ tư, hai vụ sát hại nói trên có thể đóng băng lâu dài các cuộc đàm phán ngừng bắn, đẩy khu vực vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Ông Haniyeh là người đứng đầu đoàn đàm phán của Hamas. Thủ tướng Qatar Sheikh bin Abdurrahman Al Thani cảnh báo việc sát hại thủ lĩnh Hamas có thể gây nguy hiểm cho các nỗ lực đảm bảo việc ngừng bắn ở dải Gaza. Phản ứng về vụ việc, Trung Quốc đã phản đối, lên án và vô cùng lo ngại về khả năng gia tăng bất ổn trong khu vực. Liên bang Nga lên án và gọi đây là vụ sát hại mang động cơ chính trị hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nếu thế giới, khu vực không kịp thời hành động, tạo ra cái phanh hữu hiệu, thì vụ sát hại kéo theo đòn trả đũa của Iran, Hamas, Hezbollah sẽ là ngòi nổ kích động một cuộc chiến khu vực. Trung Đông nguy cơ đứng trên bờ vực thẳm. Vấn đề thứ năm, ai có thể kìm hãm xung đột? Cách đây gần 4 tháng, thế giới 2 tuần nín thở sau đòn đáp trả qua lại giữa Iran và Israel. May mắn cuộc chiến không bùng phát vì sự kiềm chế của cả hai bên. Nhưng lần này, họ có vượt qua chính mình hay không là một câu hỏi khó. Người trong cuộc là nhân tố quyết định, nhưng rất cần tác động đủ lớn từ bên ngoài. Chiều ngày 31 tháng 7, Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp thảo luận về tình hình leo thang căng thẳng, nguy hiểm ở Trung Đông. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các thành viên Hội đồng Bảo an khẳng định tính cấp thiết phải hạ nhiệt, triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột leo thang toàn khu vực. Sự phản đối các hành động leo thang căng thẳng của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế khác và nhiều nước tạo áp lực lớn lên các bên. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cần nỗ lực các hành động mạnh mẽ, cụ thể, thiết thực hơn. Dư luận có lý khi cho rằng Mỹ, bên cung cấp vũ khí chủ yếu, hỗ trợ hệ thống cảnh báo, phòng thủ tên lửa và sẵn sàng bảo vệ Israel về chính trị, ngoại giao là nhân tố có ảnh hưởng, tác động lớn nhất đến quyết tâm của Israel. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin
có ý nghĩa răn đe Iran và đồng minh, đối tác, nhưng cũng tạo cho họ cảm giác ức chế về sự thiên vị, khiến họ không tin tưởng kế hoạch ngừng bắn của Mỹ, quyết tâm chiến đấu đến cùng. Những vấn đề được đặt ra cho thấy cái chết của thủ lĩnh Hamas nghiêng về khả năng là vụ ám sát chính trị, cố tình đổ thêm dầu vào lửa, đẩy Trung Đông đến bờ vực. Tình thế đang ngày càng căng thẳng, Iran, Hamas, Hezbollah đều muốn trả đũa tương xứng, cũng cần có thời gian chuẩn bị mọi mặt. Tới đây, thế giới, khu vực sẽ phải tiếp tục nín thở trong một vài tuần để biết kịch bản nào sẽ xảy ra. Sau sự ra đi bất ngờ của thủ lĩnh hàng đầu Ismail Haniyeh, ngày 3 tháng 8, lực lượng Hamas xác định lãnh đạo lữ đoàn Qassam, cánh quân sự của Hamas ở Tul Karem đã thiệt mạng sau một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Israel vào chiếc xe mà ông đang đi. Theo đó, quân đội Israel đã ném bom nhằm trúng một chiếc xe gần thành phố Tul Karem ở bờ Tây bị chiếm đóng, sát hại những người trên xe. Truyền thông địa phương đưa tin rằng ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái và thi thể của họ đã được đưa đến bệnh viện Tabet ở Tul Karem. Hamas sau đó xác nhận, chỉ huy quân sự Hamas ở Tul Karem, ông Haitham Balidi là một trong 5 người thiệt mạng trong vụ tấn công này. 4 người khác trên xe vẫn chưa được xác định danh tính. Quân đội Israel cho biết chiếc xe chở một biệt đội khủng bố mà không cung cấp thêm thông tin. Sự việc xảy ra chỉ 3 ngày sau khi lãnh đạo chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh, bị ám sát trong vụ tấn công bằng bom tại nhà khách nơi ông ở tại thủ đô Tehran của Iran. Quả bom được cài sẵn từ trước đó 2 tháng và phát nổ khi ông Haniyeh đi vào phòng. Cái chết của ông Haniyeh khiến chảo lửa Trung Đông thêm sôi sục. Cả Iran và Hamas đều đã tuyên bố sẽ trả đũa thích đáng. Trong khi đó, một thủ lĩnh của Hezbollah cũng thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel, khiến tổ chức này cảnh báo sẽ đáp trả bằng sự giận dữ. Hãng tin CNN và tờ Time of Israel dẫn một tuyên bố của Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln thay thế nhóm tác chiến USS Theodore Roosevelt hiện đang hoạt động ở Vịnh Oman. Ngoài ra, các tàu khu trục và tàu tuần dương có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo cũng sẽ được điều đến Trung Đông và biển Địa Trung Hải. Tuyên bố không nêu rõ những tàu chiến nào đã được triển khai, nhưng có 2 tàu khu trục của Mỹ ở phía đông biển Địa Trung Hải từng tham gia đánh chặn loạt tấn công của Iran nhằm vào Israel hồi tháng 4. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng ra lệnh triển khai một phi đội máy bay chiến đấu đến Trung Đông. Theo thông báo của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Austin đã ra lệnh điều chỉnh việc bố trí lực lượng nhằm cải thiện khả năng bảo vệ quân Mỹ, tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho Israel và đảm bảo Mỹ sẵn sàng đối phó với nhiều tình huống bất ngờ khác nhau. Hiện tàu tấn công đổ bộ USS Wasp của Mỹ đã có mặt ở trong vùng. Tàu này hoạt động với đơn vị viễn trinh thủy quân lục chiến số 24 có khả năng sơ tán công dân Mỹ tại Liban nếu được lệnh. Theo trang tin Axios, Mỹ dự đoán Iran sẽ tấn công Israel trong vài ngày tới để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran hồi đầu tuần này. Các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết, họ đoán rằng bất kỳ một cuộc trả đũa nào của Iran sẽ giống một cuộc tấn công Israel ngày 13 tháng 4 nhưng với quy mô lớn hơn và có thể có sự tham gia của nhóm Hezbollah ở Liban. Thưa quý vị, tờ Washington Post trích dẫn nguồn từ Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã triển khai 12 tàu chiến đến Trung Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nguy cơ gia tăng xung đột ngày càng cao. Mặc dù vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về bất kỳ thay đổi nào về thế trận lực lượng của họ ở Trung Đông. Trước đó, Iran đã đe dọa thực hiện một cuộc tấn công trả đũa vào Israel sau vụ ám sát nhà lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei được cho là cũng ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel để đáp trả lại vụ ám sát. Ngoài ra, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc đổ lỗi cho Mỹ về sự ra đi của ông Haniyeh, tuyên bố rằng điều đó không thể xảy ra nếu không có sự cho phép và hỗ trợ của tình báo Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Qalibaf còn cáo buộc Washington phối hợp và hỗ trợ cho vụ tấn công, mặc dù Mỹ phủ nhận mọi liên quan. Hamas cũng xác nhận ông Haniyeh thiệt mạng trong một cuộc tấn công sau khi ông tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Iran mới đắc cử Masoud Pezeshkian. Vụ ám sát ông Haniyeh và vụ tấn công vào chỉ huy Hezbollah trước đó là Fuad Shukr ở Beirut, Liban có thể làm gia tăng căng thẳng và dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Trước diễn biến trên, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington không tin rằng sự gia tăng xung đột ở Trung Đông là điều không thể tránh khỏi và không thấy dấu hiệu nào cho thấy điều đó sắp xảy ra. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Trung Đông đang trên con đường dẫn tới cảnh xung đột bạo lực nhiều hơn, người dân phải chịu nhiều tổn hại và bất an hơn. Ông nhấn mạnh điều quan trọng là phải phá vỡ vòng luẩn quẩn này, bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn mà Mỹ và các bên đang nỗ lực thúc đẩy.
theo Ngoại trưởng Mỹ, để đạt được điều đó, trước tiên tất cả các bên phải đàm phán, dừng mọi hành động gia tăng xung đột và tìm ra điều kiện thuận lợi cho việc đạt được thỏa thuận. Vụ ám sát ông Haniyeh ở Tehran và vụ tấn công nhằm vào chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Beirut, Liban có thể làm đảo lộn các nỗ lực nhằm vô hiệu hóa thùng thuốc súng ở Trung Đông. Trong một diễn biến liên quan, theo hãng thông tấn TASS của Nga, đại sứ Iran ở Liên Hợp Quốc Amir Saeed Aravani cho biết, Moscow đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tuyên bố lên án vụ ám sát thủ lĩnh của Hamas, Ismail Haniyeh ở Tehran. Tuy nhiên, đề nghị này vấp phải sự phản đối của các ủy viên khác trong hội đồng là Anh, Mỹ và Pháp. Quan chức Iran đưa ra phát biểu trên cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về tình hình leo thang căng thẳng nguy hiểm ở Trung Đông diễn ra vào chiều ngày 31 tháng 7 theo giờ New York, Mỹ. Theo đề nghị của Iran và được Nga, Trung Quốc, Algeria ủng hộ, đại sứ Iran cho rằng bên gây ra vụ ám sát cần phải chịu trách nhiệm vì những hậu mà các hành động bạo lực gây ra. Cũng tại phiên họp, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Rosemary DiCarlo đã nhấn mạnh cần phải hạ nhiệt căng thẳng khu vực, đồng thời hối thúc cơ quan quyền lực nhất Liên Hợp Quốc có hành động ngoại giao nhanh chóng và hiệu quả. Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng khẳng định cần khẩn cấp hạ nhiệt tình hình, đạt được lệnh ngừng bắn và triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột leo thang toàn khu vực. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!